Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi sẽ lại đem đến cho các bạn một thiết kế của Patek Philippe. Nhưng mà thay vì dòng Nautilus thì lần này sẽ là dòng Calatrava. Vâng, cái tên Calatrava thì cũng quá quen thuộc, cùng tên về thành ra là Calatrava, chính là logo mà chúng ta thường gọi là logo hoa thị đó. Mẫu thiết kế của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Patek Philippe Calatrava 5054R. Cái chữ R phía sau đó chính là chỉ chất liệu để làm nên bộ vỏ trên đồng hồ này. R là chỉ vàng hồng. Chúng ta có một số ký hiệu khác như là I là chỉ vàng vàng, hay là P chỉ platinum. Chiếc đồng hồ này thì sử dụng bộ vỏ vàng hồng. Và thiết kế chiếc đồng hồ này thì cực kỳ cổ điển với đường kính 36mm. Mẫu đồng hồ này được thiết kế theo phong cách đồng hồ sĩ quan từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất, với những đặc điểm nhận dạng rất là dễ như là thiết kế vỏ tròn, cả nối dây được nối thẳng ra ngoài, và đặc biệt nhất đó chính là bộ vỏ khung nắp đáy. Đây, nắp đáy có thể mở ra lộ bộ máy bên trong. Tôi sẽ phân tích là tại sao họ lại dùng cái thiết kế này vào thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và thế đó thì sự xuất hiện của những mẫu đồng hồ bỏ túi đeo tay thì sẽ xuất hiện nhiều hơn là đồng hồ đeo tay đích thực. Ngày đó thì đồng hồ bỏ túi vẫn là đồng hồ dành cho đàn ông, nhưng mà những sĩ quan quân đội thì cần cả hai tay để có thể cầm súng và chiến đấu, đúng không ạ? Thì đó chính là những lúc mà cải tiến này được ra đời. Những chiếc đồng hồ bỏ túi đó sẽ được nối thêm hai cái càng nhỏ ở đây. Đây, đó chính là tay càng nối dây cái này thẳng ra. Bình thường thì chiếc đồng hồ sẽ được bảo vệ bởi một lớp vỏ bên ngoài, nhưng mà lớp vỏ này sẽ rất dày nên sẽ được lắp một cái đáy nắp lật này. Đến lúc đeo lên tay họ sẽ tháo nắp này ra. Mà số chiếc đồng hồ được thiết kế khá đơn giản, mà số sần màu trắng bạc với những chữ số La Mã ở trên. Bên dưới do những cái mặt số phụ chiếm kích thước quá lớn nên chúng ta không thể thấy những cái chữ số La Mã 4, 5, 6, 7 thì đã bị những mặt số phụ nó che mất rồi. Thế cái mặt số phụ bạn thấy quen không? Ở đây chúng ta có góc 4 giờ, chúng ta có kim dây nhỏ. Góc 7 giờ chúng ta có lịch ngày và lịch tuần trăng. Góc 11 giờ chúng ta có thời lượng cót. Vâng, cái thiết kế cái bố cục này giống y hệt cái mẫu Patek Philippe Nautilus mà tôi đã giới thiệu gần đây. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, đó chính là hai mẫu đồng hồ này sử dụng chung một bộ máy có cùng tính năng, nhưng mỗi bộ máy sẽ ra đời trong khoảng thời gian khác nhau nên là bên trong bộ máy chúng ta sẽ thấy một chút thay đổi. Bộ máy của chiếc Patek Philippe Calatrava này thì cùng là bộ máy 240 giống như chiếc Nautilus có đường kính 31mm, và tất cả những chi tiết hoàn thiện thì gần như là được giống với cả mẫu Patek Philippe Nautilus. Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ thấy một điểm khác biệt quan trọng nhất, đó chính là con dấu đây. Các bạn này thấy đây là không phải con dấu Patek Philippe mà là con dấu Genève. Tại sao lại như vậy? Mẫu đồng hồ này thì ra đời vào khoảng năm 1999 cho tới năm 2005 và sau đó bị ngưng sản xuất. Thì trong thời gian đó thì Patek Philippe vẫn sử dụng con dấu Genève. Phải cho tới năm 2009 thì thương hiệu này bắt đầu sử dụng chứng chỉ chất lượng riêng của mình. Và mẫu đồng hồ này sản xuất trong giai đoạn trước đó nên là tất nhiên vẫn sử dụng con dấu Genève. Bộ máy được hoàn thiện khá là tỉ mỉ, nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì cái tên thương hiệu này đã nói lên tất cả rồi. Đây là đồng hồ của Patek Philippe. Chúng ta thấy vân sọc của test Genève này, vân tròn này. Chúng ta có thể thấy những chân kính quan trọng như chân kính nhỏ ở đây là chân kính dành cho bộ thoát, thì được bọc thêm tra tông để có thể chống sốc, và bộ chống sốc này cũng được lắp trên bánh xay cân bằng ở đây. Các bạn hãy thấy bộ máy 240 này đã có tuổi đời lên tới 41 năm rồi, nhưng mà theo thời gian thì nó được phát triển liên tục không ngừng nghỉ. Vì thế nên mặc dù tuổi đời khá cao nhưng mà bộ máy này vẫn được sử dụng thường xuyên trong những thiết kế của Patek Philippe. Bây giờ tôi sẽ thực hiện chỉnh giờ trên đồng hồ. Thao tác chỉnh giờ cực kỳ đơn giản, chỉ cần rút núm chỉnh giờ ra và bạn thế là được.
Còn để chỉnh lịch ngày và lịch tuần trăng ở đây thì làm sao? Các bạn có thể chỉnh lịch ngày và lịch tuần trăng qua hai nút bấm để đặt ở khung vỏ máy ở đây. Các bạn có thể thấy cái này và đây. Đó. Khi để chỉnh cái này thì bạn sẽ cần một cái gì đó đầu hơi nhọn một chút. Tốt nhất chúng ta sẽ dùng cái bút chuyên dụng như thế này. Còn nếu không thì bạn có thể dùng đầu bút bi cũng được, nhưng mà tôi không khuyến nghị dùng cách đấy. Ấn nút ở góc 5 giờ là chỉnh lịch tuần trăng. Bạn này thấy mỗi lần ấn thì lịch tuần trăng sẽ di chuyển một chút. Đó. Còn ở góc 7 giờ là lịch ngày. Rất đơn giản. Vâng, tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Với kích thước 36mm, chiếc đồng hồ này trông có vẻ khá là nhỏ nhắn. Mà đặc biệt là tôi lại quen đeo những chiếc đồng hồ kích thước lớn hơn, khoảng tầm trên 40mm, nên chiếc đồng hồ này thực sự là không thể quen lắm. Kích thước này sẽ phù hợp với những người cổ tay bé hơn một chút và phối hợp tốt với những bộ áo sơ mi hay là bộ vest. Vâng, mẫu đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5054R đã ngưng sản xuất rồi, nhưng mà mức giá chính hãng của nó là 40.000 đô la Mỹ. Tất nhiên, đến với giá bản luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu hợp lý nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn thể tham khảo giabảoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.